again. Following the linings on your cheeks. Hi, xin chào mọi người, mình là Ngân. Mình đang ngồi đợi một tô mì Quảng mà 4 năm rồi mình chưa được ăn lại. Nhưng trước tiên, mọi người cùng mình đi từ Sài Gòn ra Bình Thuận đó nha. Kế hoạch ban đầu của tụi mình á là sẽ đi vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. Thì tầm 6 giờ mình sẽ đến Hồ Tràm. Thì mình sẽ đón bình minh ở đây luôn. Nhưng mà mình ngủ dậy trễ, đến 5 giờ rưỡi mình mới bắt đầu từ Sài Gòn đi. Nên là mình đã đón bình minh tại Sài Gòn luôn. Lần này mình về quê là có chút việc. Do là quê mình ở Phan Rí Cửa, hộ khẩu vẫn còn ở đó. Nên là mình muốn làm giấy tờ thì mình cũng phải về đó làm. Nếu mà đi đường quốc lộ về tới Phan Rí á thì mình đi khoảng 250 cây, nhưng mà do tụi mình đi đường biển á nên là tụi mình hình như đi 208 hay là 209 cây gì đó. Đi tầm đâu đó 7 tiếng là tụi mình về tới Phan Rí Cửa rồi. 7 tiếng mà mình đi á thì đã bao gồm việc mình đứng lại chụp ảnh nè, nghỉ ngơi với lại ăn uống. Nên là cái khoảng thời gian á mà chạy trên đường á cũng không đến 7 tiếng. Mình sẽ nói sơ qua về lịch trình đi của mình nha. Do là mục đích của mình đi lần này vẫn là để làm giấy tờ, nên là ngày đầu tiên là mình ở lại Phan Rí. Ngày thứ hai là mình sẽ đi ra Cà Ná, Ninh Thuận, tại vì anh bạn của mình có hẹn bạn ở ngoài đó. Ý là anh bồ của mình có hẹn bạn ở ngoài đó nên là đi ra đó chơi. Và ngày thứ ba mình sẽ nhận lại cái giấy tờ mà mình làm rồi mình đi về lại Sài Gòn. Tính ra thì chuyến đi này cũng chỉ là mục đích để làm giấy thôi, nhưng mà được cái là có khoảng thời gian mà mình đợi cái giấy tờ đó ra thì mình sẽ nhân cái cơ hội đó mà mình đi chơi luôn. Chuyến đi lần này của mình á chỉ xoay quanh bờ biển dài với lại thức ăn ở đây thôi, do là ở thị trấn của mình á cũng nhỏ với lại cũng ít địa điểm du lịch lắm, nên là không có quay nhiều cho mọi người xem được. Nhưng mà mình cũng mong qua video này mọi người cũng có thể biết thêm về cái thị trấn nhỏ của mình. Đâu đó tầm khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ là tụi mình về đến Phan Rí. Tụi mình bắt đầu check in ở khách sạn, sau đó là tụi mình ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều luôn, rồi tụi mình mới đi lên xã làm giấy tờ. Ở quê mình á thì cũng có villa, cũng có khách sạn cao cấp luôn, nhưng mà mình khuyên mọi người nếu như mà đi du lịch bụi, mọi người có thể ở phòng khách sạn này. Đây mình đang ở, và dường như lần nào mình về mình cũng ở khách sạn này hết. Giá phòng là 350.000 một đêm, nhưng mà có đủ những cái dụng cụ mà mình cần thiết cho một cái phòng cơ bản rồi. Và mọi người ơi, mọi người không cần lo là khu vực gần trung tâm hay là xa trung tâm nha, tại vì quê mình khá nhỏ, Phan Rí Cửa thì nhỏ lắm nên mọi người ở đâu cũng được. Tiếp đến là tiết mục review đồ đi của tụi mình. Tụi mình chỉ đem vỏn vẹn ở trong cái thùng này thôi. Đây là đồ mà mình mang theo, hai cái áo mưa này nha, cái thảm trải, một cái túi đựng đồ cá nhân và một cái túi đựng quần áo. Và xong, tụi mình không có đeo ba lô hay gì hết, chỉ để ở trong cái thùng này và mang đi thôi. Tầm 4 giờ rưỡi chiều á thì mình đã làm xong giấy tờ rồi, nên là mình đi ra ngoài này ăn ốc. Ở quê mình á, những cái khu vực như thế này á thì không có địa chỉ, chỉ là những cái địa điểm thôi, nên là mình sẽ ghi rõ cái địa điểm để mọi người dễ tìm nha. Với lại á, quê mình thì sẽ thường gọi tên của những cái cô bán như thế này nè. Ví dụ cô này tên Hồng thì sẽ gọi là cô Hồng bán ốc, nhưng mà quê mình á hay gọi là bà, nên là nếu mọi người muốn ăn ốc ở đây á thì mọi người sẽ hỏi người dân á, bà Hồng bán ốc sát bên trường 2 ở chợ, người dân sẽ chỉ cho mọi người. Hoặc là mọi người chỉ cần ra trường 2, đây là trường Phan Rí Cửa 2 nha. Mọi người ra đây sẽ thấy một cái chợ lớn ở đây. Mọi người sẽ đi bên hông cái trường. Mọi người nhìn qua phía đường á, tên là bà Triệu, là sẽ thấy cô Hồng ngồi đầu ở đường này luôn. Mình sẽ để bên này cho mọi người dễ nhìn nha. Đó là khu vực đường bà Triệu nối với Nguyễn Văn Trỗi. Còn bên cái ghi màu đỏ đó là trường tiểu học Phan Rí Cửa 2. Mọi người cứ đi qua cái khúc cua đó là mọi người sẽ thấy được cô. Lần này mình kêu hai đĩa ốc lớn, đa số là ốc giác thôi, nhưng mà mình ăn không nổi, phải lấy một phần nhỏ mang về để tối ăn tiếp. Tổng thiệt hại mình ăn là 350.000. Ăn xong thì mình ghé qua mì Quảng ăn. Đây là cái món mà 4 năm rồi mình chưa được ăn lại. Mì Quảng ở quê mình thì bán khá là khác, xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Tuy nhiên là mình muốn quay mấy cái hồ thủy sinh này trước đã. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn, do là mình cũng thích nuôi nữa, nên là vô chưa kịp ăn là mình đi vòng vòng mình quay rồi. How many times do I have to call you out? I kept on waiting for you patiently, when all you ever did was lie to me. I've wasted so much time on you and you never feel the same way. I wish it could have been mine, but oh, in the end it'll all be okay. I know I'm always chasing what I can have.
Cái khúc này á, thì mình chỉ muốn nói là mình không có biết ăn da, nhưng mà da ở đây là nấu rục luôn á. Mình ăn giống như là nhai mà nó tan trong miệng vậy á, nên là mình ăn được. Và món mì Quảng này á, nó khác một chút, đó là mì Quảng nước. Cái sợi á, là sợi hủ tiếu, với lại nó có màu đỏ của nước á. Nhưng mà ăn nó sẽ hơi ngọt một chút, do là người dân ở quê mình á, thì ăn những cái món đều ngọt hết á mọi người. Nếu mà mọi người ăn không quen á, thì sẽ tưởng tượng thấy hơi giống như là ăn chè vậy á. Ở đây á, một tô thì là 30-35, tùy tô có giàu hay là không á. Có tô rẻ hơn nữa, nên là mọi người cứ kêu ăn thoải mái nha. Còn bạn nào mà không thích ăn đậu phộng với lại ăn hành thì mọi người nhớ dặn nha. Ăn xong thì tụi mình cũng về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Đó là bịch ốc mà tụi mình đã mang về lúc nãy á. Bây giờ về nghỉ ngơi thì tầm tối tối tụi mình sẽ bắt đầu đi ăn tiếp. Tối nay mình sẽ đi ăn hột vịt lộn với lại bánh lăng. Mặc dù hai món này không có lạ gì, nhưng mà mình rất là thích đồ chua quê mình. Cái hũ đồ chua này nè mọi người. Đó, rất là ngon luôn. Còn bánh lăng thì rất là ngọt, nên là mọi người ăn có thể xin cô cho thêm xíu cà phê vào nha. Và xíu nữa mình sẽ ăn một trái hột vịt lộn. Do là mình không có biết ăn cái chồng trắng á, nên là chồng trắng anh sẽ ăn, còn cái chồng đỏ thì mình sẽ ăn sau. Đầu hẻm 69 Quang Trung này á, thì bán bánh lăng, vịt lộn với lại sữa đậu nành nha. Còn một chỗ cũng bán nhiều đồ nữa, đó là ở công viên Phan Rí Cửa. Mình sẽ để ở bên này cho mọi người xem nha. Ở đây bán xôi giò, rồi bán ốc, bán nhiều thứ lắm, có bán khô nữa. Mọi người có thể ghé ra công viên nha. Khi mà mình mua xôi giò xong rồi á, thì tụi mình chạy vòng vòng phố này để mình chơi. Không hẳn là phố nữa, tại vì quê mình chỉ là thị trấn nhỏ thôi. Thì mình cứ đi vòng vòng quanh thị trấn như thế này, ngắm mọi thứ xung quanh. Tại vì á, mình không ngờ là bây giờ ở quê mình á, là có nhiều quán cà phê như thế này luôn á mọi người. Hồi trước á, những con đường này thì nó tối lắm, không có nhiều quán nữa, mà bây giờ các quán á, lại trang trí cũng khá là đẹp mắt rồi, có cả cốt mạc nữa. Trong quá trình mà mình đi á, có thiếu cái gì á, thì mình có thể ghé vào siêu thị để mình mua đồ, nó cũng tiện hơn bình thường nữa. Hồi trước là không có luôn á mọi người, lúc nào cũng phải vào chợ hoặc là ghé tạp hóa mua. Mình mới được người dân chỉ á, là bây giờ khu đất trống ở đây á, đã biến thành một khu gọi là 15 hecta. Mình sẽ để địa chỉ ở đây cho mọi người dễ tìm nha. Do là chỗ này bán nhiều đồ ăn nè, nhiều thức uống, giống như những cái con đường đồ ăn ở Sài Gòn của mình á, thì ở đây cũng có như vậy luôn. Nhưng mà đồ ăn thì không có đa dạng, cũng có trà sữa rồi bắp xào, nói chung là nhiều món, nhưng mà không có nhiều bằng Sài Gòn mình thôi. Kiểu lúc đó mình thấy rất là vui luôn á, có siêu thị rồi có Trung Nguyên, nói chung là nhiều người á, đã nhiều người hơn biết đến thị trấn của mình rồi. Kiểu là trong người mình cũng thấy vui vui lắm luôn á. Đi vòng vòng xong thì tụi mình về lại khách sạn. Tụi mình về cũng uống nước nè, rồi ăn ốc hết một đêm để giữ sức sáng hôm sau tụi mình sẽ đi Cà Ná chơi. Phải nói là cái cung đường á, mà từ Cà Ná đi về Ninh Thuận á, có một cái đường ven biển á, đi lên đó gọi là đường quốc phòng. Ở đó rất là đẹp luôn, trời ơi mê lắm mọi người ơi. Mình sẽ để ảnh cho mọi người xem. Nhưng mà trước tiên á, mình vẫn phải chỉ điểm tiệm đổ xăng ở đây. Mình sẽ ghim cho mọi người xem ở trên màn hình nha. Đổ xăng xong thì tụi mình đi uống cà phê, ăn hai hộp xôi giò mà hôm qua mình đã mua vào lúc tối á. Xôi giò ở quê mình nó khác ở trên Sài Gòn lắm. Mình thích ăn xôi ở quê mình hơn nhiều, tại vì nó thơm mùi nước cốt dừa lắm. Và bây giờ tụi mình bắt đầu cung đường đi lên Cà Ná nha. Đây là cái đường á, mình sẽ đi ven biển. Mình không có đi ra ngoài quốc lộ, mình sẽ đi ven biển phía trong luôn, sẽ tìm đường bên trong đi. Đường thì cũng không có mát, nhưng mà được cái là có nhiều cây, với lại cảnh rất là đẹp. Xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Trước khi mà ra tới khu vực biển á, thì mình sẽ đi ngang qua cái đồi dương. Và hai bên của mình á, chỉ toàn là dương thôi. Ở giữa thì mình đi, và phía xa xa bên kia sẽ là biển, rồi dần dần mình sẽ ra cái đường ven biển. Và rồi
tụi mình cũng đã đến Cà Ná, thì bạn của bồ mình á đã dắt hai đứa mình đi ăn. Thì ở trong này mình sẽ ăn hải sản. Đây là khu vực cảng mới của Cà Ná. Giá hải sản ở đây á thì cũng khá cao, nhưng mà được cái là nó riêng tư, với lại là nhìn ra cái view á ở phía bên ngoài cảng nhìn cũng đẹp, nên là tụi mình ăn ở đây luôn. Sẵn dịp sinh nhật của bồ mình nên là tụi mình đã ăn một con tôm hủ ni, một con tôm hùm có lựa cả nhum sọ nè, với lại ăn mực và cháo nghêu. Cân ký thì con tôm hủ ni á được 6,5 lạng, còn con tôm hùm á thì được 7,5 lạng, nhưng mà mình cũng không có rõ là bao nhiêu tiền á, thì cứ kêu sau đó thì tính tiền chung thôi. Mà cái này là 3 người ăn, tụi mình ăn hết 3 triệu, tính ra thì mỗi người là 1 triệu á. Mọi người ơi, mọi người đi đừng có ăn nhiều quá nha, tại vì á dễ bị say đạm lắm, say một hồi giống như là bị say nắng vậy á. Nhưng mà nó là do mình ăn nhiều quá mình bị say đạm thôi, nên là mọi người cũng có thể ăn ít ít lại. Món ở đây thì làm cũng rất là ngon luôn, có điều là con nhum nhìn to vậy thôi, nhưng mà thật sự á cái thịt ở bên trong của nó ít lắm, nhưng mà ăn béo lắm nha. Còn thế mà ví dụ người Sài Gòn ăn xong rồi, mình với anh bồ mình á chạy cái cung đường ven biển, đây là đường quốc phòng hướng đi từ Cà Ná đi ra Ninh Thuận để chụp hình. Tại vì á, những cái mé biển mà ngay đồ dương rất là đẹp luôn. Tụi mình chạy băng qua cái đồ dương và đi xuống như thế này để chạy dọc cái bờ biển chơi. Trường 1, mình sẽ để địa chỉ cho mọi người. Trước tiên mọi người sẽ dẻ cá ra. Cá ở đây thì nấu rục rồi nên là mọi người ăn xương được luôn. Mọi người cho một vá nước mắm vào, sau đó cho 2 vá nước cá vào. Tại vì cái nước cá này nó hơi nhạt á, nên là có nước mắm thì cái món nó mới mặn mặn được. Sau khi pha xong mọi người cho thêm một ít tóp mỡ. Nếu mà bạn nào có ăn hành thì cho hành vào. Còn riêng anh bồ của mình thì ảnh thích ăn mắm nêm, ảnh không có ăn giống mình nên là ảnh cho mắm nêm vào và ăn thôi, giống như thế này nè. Tụi mình kêu là 6 cái bánh xèo và 8 cái bánh căn. Mình thì mình ăn hết 6 cái bánh căn rồi,
và ăn chỉ một cái bánh xèo thôi. Nhưng mà anh bồ của mình á, ảnh lại thích ăn bánh xèo hơn, nên là ảnh ăn hết bánh xèo luôn mọi người. Mình thì mình thích ăn bánh căn hơn, mình thấy bánh căn ngon hơn bánh xèo. Và tổng mà tụi mình ăn á là 80.000 đồng, với lại là tụi mình có ăn thêm 2 hũ sữa chua nữa. Quê mình có bánh bèo nữa, nhưng mà không phải là ăn với bánh bèo nhân, mà sẽ là ăn với muối mè. Cái muối mè này là có đậu phộng với đường thôi, nó giống với cái muối mè mà mình ăn xôi giò á mọi người. Ăn xong thì tụi mình cũng về ngủ sớm để ngày mai đi về lại Sài Gòn luôn. Trước khi về Sài Gòn á thì mình lại ăn thêm một món nữa. Đây á là món bánh cuốn, gọi là món gỏi cuốn hay là bánh tráng cuốn, do là có nhiều tên lắm, mình hay gọi nó là món gỏi cuốn. Ở đây á, là ngay chỗ cái cô bán ốc luôn. Cô bán ốc á, sẽ bán bên ngoài đó, còn á, cái cô này sẽ bán bên trong. Thường á, sẽ kêu cô này bằng ngoại, do là ngoại cũng lớn tuổi á, nhưng mà phía quê mình á, thì kêu là bà ngoại, chứ không có kêu là ngoại. Thì cứ kêu là bà ngoại, lấy cho con 2 cuốn. Đây, cái cuốn to như thế này. Bên trong cuốn á, là chỉ có rau nè, nem, trứng với lại chả giò thôi, chứ không có bất kỳ bún hay là cái gì hết á. Khi mà mình ăn á, thì mình chỉ cắn vào á, là thấy nhân không thôi. Tụi mình ăn thêm một tô bánh canh, chứ không có ăn nổi bún mắm nêm, nên là ăn xong là tụi mình đi luôn. Hẹn bún mắm nêm dịp khác nha. Ăn xong á, thì tụi mình chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Và tụi mình vẫn đi cung đường biển như vậy. Đi đường á, thì không có phải ra quốc lộ, nên là không có bụi nhiều nè, với lại ít xe nữa. Mình thích đi đường trong hơn, mặc dù là dài hơn thì cũng sẽ có ra quốc lộ, nhưng mà nó rất là ít luôn, nên là mình sẽ đỡ bị bụi nè. Và điều đặc biệt khiến mình muốn đi đường biển đó là mình sẽ không có bị chán bằng đi quốc lộ. Tại vì đi quốc lộ trời ơi, nó rất là chán luôn á, đi giống như là 1.000 năm nữa. Còn mà đi ở trong cái đường biển á, thì mình thấy nó nhanh hơn nhiều. Và video của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này của mình. Mong là mình có thể gặp lại mọi người ở những video sau của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Mình mong là mọi người sẽ subscribe cho kênh của mình, và cũng như là comment bên dưới để mình biết là mọi người có thích video này không nha. Tại vì lượt tương tác của mọi người á, cũng sẽ là một động lực rất lớn để mình ra những video sau. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.